Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2022, kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Do vậy mà trong ngày hôm nay, tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và thị xã có rất đông doanh nghiệp đến nộp hồ sơ đề nghị cho người lao động được thụ hưởng chính sách. Phản ánh tại huyện Văn Lâm, địa phương chiếm trên 50% tổng số lao động của tỉnh Hưng Yên được thụ hưởng chính sách này. Tại Phòng Lao động và Thương binh Xã hội huyện, nhiều doanh nghiệp đến nộp và bổ sung hồ sơ đề nghị huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Doanh nghiệp đang có gần 500 lao động đang làm việc, trong đó thì có gần 200 lao động thuê nhà trọ. Và hôm nay thì tôi lên nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho gần 200 lao động. Tôi lên nộp hồ sơ muộn bởi vì là trong cái quá trình làm hồ sơ ấy thì một số người lao động chưa đáp ứng được cái đúng theo cái quy định của thủ tục, cho nên là phải làm đi làm lại rất là nhiều lần. Đây là những cái hồ sơ còn sót lại của người lao động, họ nộp muộn, sau đó còn nộp lên những hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm, họ cũng phải xác nhận 2 đến 3 ngày nữa, nên thành ra ngày cuối cùng nên là chúng tôi mới hoàn thiện được những cái hồ sơ cuối cùng để nộp lên Ủy ban nhân dân huyện. Để mà đảm bảo được cái tiến độ, chúng tôi đã huy động tất cả các anh em chuyên môn trong phòng là làm cả thứ bảy chủ nhật trực 24/24 để tiếp nhận các cái hồ sơ của các doanh nghiệp gửi đến. Ngày hôm nay thì cũng còn hàng chục cái doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi. Còn các doanh nghiệp lớn thì người ta đã hoàn thiện hồ sơ nộp từ những ngày trước đó rồi. Do còn lo sản xuất kinh doanh, sau thời gian dịch bệnh và chưa kịp thời tuyên truyền đầy đủ chính sách đến người lao động, một số lao động chậm hoàn tất việc xác nhận của chủ nhà trọ, việc xác minh ở thuê ở trọ khó khăn, nên càng đến sát hạn cuối cùng thì doanh nghiệp đến làm thủ tục càng đông. Huyện Văn Lâm đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác minh điều kiện thụ hưởng cho người lao động. Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định, các cơ quan liên quan tập trung thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ. Huyện đã tiếp nhận hồ sơ của trên 300 doanh nghiệp đề nghị cho gần 46.000 lượt người được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng. Huyện đã thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ cho gần 39.000 lượt lao động với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Hiện hơn 31.000 lượt người được phê duyệt với tổng số tiền 16,5 tỷ đồng, trong khi chờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, huyện Văn Lâm đã trích ngân sách tạm ứng để kịp thời hỗ trợ cho người lao động. Để đảm bảo cho người lao động sớm được nhận cái tiền này, thì chúng tôi cũng chỉ đạo chỗ các phòng chuyên môn tập trung cao cho cái việc mà khi mà tiếp nhận hồ sơ, thế rồi là thẩm định theo những quy định về các cái hồ sơ đề xuất của các cái doanh nghiệp báo cáo gửi tỉnh theo quy định. Thì ngay trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đã chuyển trên 7,7 tỷ đồng cho các cái doanh nghiệp với các cái thủ tục hồ sơ đầy đủ để chi trả cho người lao động. Hiện huyện Văn Lâm đang khẩn trương thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phê duyệt thêm cho trên 7.000 lượt lao động được hưởng hỗ trợ với số tiền 4 tỷ đồng. Phấn đấu giải ngân chi trả hỗ trợ cho người lao động xong trước ngày 30 tháng 8 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.